nữa. Thức hàng ăn sáng ở đây cũng được nhỉ. Ăn sáng đây cũng ngon. Đây biểu tượng này là biểu tượng gì đố hoa biết biểu tượng gì đây? Linh Bi biết biểu tượng gì không? Đây là vùng đất Kinh Bắc. Quê quan họ. Đây là cái kim. Xe chỉ luồn kim đấy. Đấy. Có cái là mình nhìn trực diện nhìn nó thế. Xe chỉ mấy kim. Hơn 50 cây. Đây là gì đây? Cung Quam à? Đây là quận đấy, quận Ocean đấy. Như một quận vô sân luôn. Nhưng làm đẹp nhỉ. Nó để xe đầu bên kia kìa. Hấm bên kia lại đi vào chân khu bên kia mình để lâu. Đấy. Sân để theo xe kia. Đẹp chưa? Nhìn con. Đây là cái biển cấm đỗ đâu. Ocean Park. Vincom. Mát thế. Rộng chưa? Lối thoát hiểm. Không có biểu diễn nghệ thuật gì à? Sạch bong nhỉ? Đố đi tìm thấy tí bẩn nào đây? Vắng tay như chùa vào đây chả khách gì. Nguyên con Mega Mắc trung tâm rộng này chả thấy có người. Đây tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 ngắm nhìn qua cửa này đấy đẹp chưa, chỗ này view đẹp chưa, ấy đẹp nhỉ. À kia rồi, kia xuống mua cho đi cái xe ô tô. Đẹp này, đấy, view này đẹp chưa? Đây ra xem làm con VinFast này.
Đây là ra xem con VinFast này này. Thông số sản phẩm xe 39.900.000, 40 triệu. Đây là xe điện à? Xe điện này. Sữa gạo lứt ô long trân châu bách nghệ. Trà sữa mè đen chân bò. Đi uống trà gì? Trà nho Mỹ. Đẹp lắm nhỉ. Đi xuống xem biểu diễn hôm giờ gì họp vào đây rồi mua cái túi mấy triệu đấy, 6-7 triệu. Thế uống xong rồi đi xem. Đây. Mở rộng xe ngay, thắng này, nhìn đại gia này biết chất đấy. Nào. Đẹp thế này, cảnh đẹp này gì. Đây bãi biển này. Hả? Đâu, bãi biển đâu? Đấy, biển đấy, biển nhân tạo nha. Tạo à? Ừ. Ocean Park. Biển nhân tạo mà. Nói chỗ này hôm trước đến đây rồi. Mấy lần trước con đến, con toàn thấy cái bọn kia là đứng ở gần đứng cát ở dưới đẹp thôi. À. Không có tập tắm đâu. Tết cái gì mà tết. Anh còn đang đi ngắm cảnh thì một tết anh. 50 tỷ một căn. 50 tỷ. Không nhỉ, xuyên này khác với cái này sẽ tưởng với một kiểu chung cư. Đây nó có từng căn biệt thự. Đồng đấy, căn biệt thự 50 tỷ căn biệt thự. Xe kia hố hố thế. Ôi giời, không biết đi qua đấy không. Còn ta đây, xứng đáng 50 tỷ rồi. Cậu mua 2 căn rồi. 100 tỷ. Đâu? Tí sang nhà cậu đây. Đây đâu? Số 23 này. Đây. Nè bây giờ vào nhà cậu chơi nhá. Ui rồi, nhà này biết hết rồi đâu nữa. Đây nhà cậu đấy. Đang có mặt ở Ocean Park. Đưa người yêu đi làm đẹp. Khu trang Vinhome Ocean Park Gia Lâm Hà Nội. Thu Trang. Đông khách chứ, khách đâu hết rồi. Có ba thanh niên này không có con gái ra đón tiếp à? May để cái xe chỗ kia mát. Vâng, anh sẽ để đấy. Đây, mời các bạn đến với không gian phòng khách. Đưa vào máy nhìn nó đẹp hơn. Để nhà anh bánh về cái điều hòa. Anh phải bánh dây riêng cho từng chỗ một. Đây toàn hàng Panasonic. Này lắp đồ bạn hàng tuyển ra, không phải là đồ bẩn đâu, em lắp đồ điện này phải lắp rất cẩn thận. 60A. 60A. Nhưng mà là 2 con. Camera mấy chả? Camera. Quay nội thất thì toàn đây.
Đây là camera men của con. Camera men gọi là to. Làm vlog mà cứ có cái kia. Chú cho con mượn. Con ơi, con trả chú, con đừng sờ nhá. Em ơi. Thôi đi đi em. Em quay nhân viên làm việc làm chi. Mình đang... Phương Hoa đâu quay khai xe này. Phương Hoa đâu ra xe nào. Ra xe có xinh không nào. Xinh này. Bán mấy lô đất đi làm đẹp bây giờ. Không đẹp thì thôi. Đâu xe nào. Xinh này. Ôi hàng xinh này. Giang đâu xe nào. Úi dồi. Linh nhanh đâu. Làm gì đó. Các bạn có kịp á? Chị khẩu trang mới. Đeo khẩu trang vào. Mất lô đất mà làm đẹp mà lại cái này. Bắt đầu lên xem đây con ạ. Mày cho mày nó. Quốc lộ Lâm. Quốc lộ Lâm Bắc Giang. Hải Phòng, Bắc Ninh, cầu chui, đến cái là trừ tiền này. À không phải. Bên trong này là 1.000 cả. ETC. Đấy, đến phát đã nhận diện nó mở ngay. 98233665 nha. Đấy, làm gì phải ấy không? Thế trừ tổng tài khoản rồi. Cái FTC này nó tốt hơn là FPAS. Nó nhận diện nhanh. Sáng thì bắt nó dán đẹp cái kia. Đấy, có lắp biển số hiện lên đấy. Sẽ có một cái tình trạng là biển số giả. Người ở nhà phải đóng tiền cho biển số thật. Đóng cho biển số giả. Giờ nó bỏ cái đấy thì không vấn đề gì. Chứ không xảy ra tình trạng đấy là nhiều người nó mất tiền hoang.